Nghĩa xin chào tất cả cô chú bác anh chị. Hôm nay Nghĩa chia sẻ cho cả nhà cách bảo quản rau củ quả, thịt cá bằng cái túi xếp này bỏ vô. Thường thường cái túi xếp này cả nhà mình phải hút chân không rồi mới lấy hết cái không khí trong cái bịch này ra, thì cả nhà mình cho vô ngăn mát tủ lạnh. Thì hôm nay Nghĩa chia sẻ cho cô chú bác anh chị làm sao để lấy hết cái không khí trong cái bịch này ra mà không cần dùng máy hút, cực kỳ là đơn giản. Thì thường thường cô chú bác anh chị bảo quản rau củ quả hay thịt cá thì lâu lâu mình mới bỏ một lần, bởi vì không có cần dùng tới máy hút chân không, mua chi nó phí tiền. Thì cái cách này cực kỳ đơn giản. Thì làm cách nào á thì Nghĩa mời cô chú bác anh chị hãy theo dõi Nghĩa nha. Thì trước tiên Nghĩa sẽ cho hết cho mấy cái phần đũa đũa này vô trong cái bịch xếp như vậy. Đây. Cái cách này cực kỳ hay và đơn giản. Chú bác cho hết cho cái phần mà mình bảo quản. Cái này chú bác thường bảo quản thịt cá hay là củ quả năng phân hết á, mình để dành lại mình bỏ ngăn mát á, thì không có hút chân không á, không chín hư á thì nó mau hư. Thì cả nhà mình làm cái cách này cực kỳ hay luôn. Cái bịch này không còn miếng hư nào trong đây luôn, để loại bỏ hết hư ra ngoài. Cả nhà mình xếp sơ lại khoảng 1/3 cái bịch rồi. Thì cô chú bác chuẩn bị cho Nghĩa một thùng nước hoặc một thau nước cũng được. Đây Nghĩa chuẩn bị nước đây. Đó, một thùng nước như vậy. Cô chú bác anh chị cứ cho vô một cái thùng nước như vậy. Thì mọi người kéo cái đít này nè, kéo thẳng xuống chừa 1/3. Nãy Nghĩa cũng có làm có nói chừa 1/3 cái hở cái đầu này ra cho không khí nó tống ra ngoài. Đó thì mình đang đây cả nhà mình cứ bóp sát lại đi, chừa 1/3 thôi. Đó mọi người kéo xuống thấy không, cái lượng nước nó đẩy ép cái hơi lên, mọi người cứ vuốt lên là cái hơi nó ra hết luôn. Đó. Đó lên tới đây, mọi người đừng có kéo sâu xuống thì nước nó vô đó à, không được. Tới đây rồi mọi người cứ bóp cái phần còn lại chỗ này lại. Đây. Như đây là xong cả nhà. Đó. Cực kỳ là hiệu quả luôn. Y như là hút chân không luôn, không khác gì hút chân không. Đó, xét không còn miếng hơi nữa hết. Thì cả nhà mình cứ bảo quản đơn giản, không cần ra mua máy hút hay ra tiệm hút chi cho tốn phí. Đó. Như vậy là rất là ok. Nghĩa sẽ làm một túi nữa cho mọi người xem. Đó, sẽ làm một lần nữa cho cô bác xem nha. Thì thịt cá rồi vẫn được nha cả nhà, nào cũng làm được hết. Mình sẽ cho vài trái đậu bắp vô đây luôn, bỏ chung vô luôn. Cách này cực kỳ hay và hiệu quả luôn. Đó, mọi người cứ kéo ra cái đó vậy. Đó, bóp ở đây hơn một nửa là được rồi. Rồi chừa một cái phần hơi nhỏ như vậy. Đó, mọi người kéo đây nè, vuốt xuống đẩy xuống nước xong tống cái phần hơi lên. Đó. Đó. Rồi ở đây là hết hơi rồi mọi người. Rồi tới đây siết chặt cái này lại. Đó. Vậy rất là ok nha cả nhà. Đây, có vài cái đồ bắp đồ bỏ. Thì thịt cá hay rau củ quả thì làm vẫn ok nha cả nhà. Đó, thì cái cách Nghĩa là như vậy. Thì cô chú bác nếu có xem kênh Nghĩa và thấy hữu ích thì nhớ cho Nghĩa xin một like và bật chuông thông báo. Thì chào tất cả cô chú anh chị em mình nha. Hẹn cả nhà mình video sau.